Lục Linh Giao Phúc Sen xin chào các bác nhé. Hôm nay em bận đóng hàng thế nên là không lên video giới thiệu giao được, thì nhân tiện một thùng hàng từ xưởng gửi lên về em sẽ đập hộp để các bác xem là đợt này trong video của Lục Linh có gì nhé. Đây địa chỉ bán hàng và số điện thoại của em đây ạ. Các bác đừng quên là nhà em vẫn trong chương trình khuyến mại mua giao tặng miến. Đây ạ, mua giao tặng miến. Mỗi đơn hàng các bác mua thì em sẽ tặng một cái phần miến như thế này. Trước khi nấu thì các bác đem về ngâm nước cho nó mềm ra rồi, thì sau khi mềm thì các bác có thể là đem về mình xào hoặc là mình nấu canh cũng được nhá. Đây ạ, của ít lòng nhiều mong các bác không chê ạ. Đây là miến rong của Cao Bằng nhá. Mỗi đơn hàng em sẽ tặng một phần miến. Còn đây ạ, xưởng vừa gửi lên này các bác ơi. Vừa rồi là shop em có nợ đơn cẩm chỉ vỏ dao hay là dao mèo của ai thì hôm nay đã có đủ rồi nhá. Mai em sẽ lên đơn và nhắn tin cho các bác, tại vì bây giờ cũng khá là muộn rồi. Em quay video buổi tối nên là ánh sáng sẽ không được tự nhiên cho lắm. Đây các bác nhìn này, ở ngoài thì vỏ dao sẽ đẹp hơn. Đây ạ, vỏ cẩm chỉ có đánh số các thứ rồi. Tiện thể thì em cũng sẽ chia sẻ cho các bác luôn về cách khi mà mình cho dao nhá. Mình cho dao vào vỏ đấy ạ. Bình thường nếu mà các bác không có dùng dao ấy thì các bác không nhất thiết phải cho dao vào vỏ. Đấy, các bác chỉ để ở ngoài thôi, nhưng mà khi mà mình đi rừng đấy ạ, mình đi rừng mình muốn đảm bảo an toàn thì các bác hẵng cho dao vào nhé. Tại vì để dao ở trong vỏ một thời gian dài thì cái dao của mình nó sẽ dễ bị han rỉ nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay video hướng dẫn các bác cách cho vào nhá. Mở vào dưới này xem có gì nào. Đây là vỏ của mèo mini này. Đây, em sẽ lấy con mini về làm ví dụ nhá. Đây ạ, con mini này thì bình thường là vỏ và dao như này thì các bác cho vào đúng chiều giúp em. Đây, bụng to với bụng to này, cho vào đúng chiều. Các bác đẩy mạnh về đằng trước ạ. Đấy, đẩy mạnh về đằng trước thì nó sẽ không bị lung lay. Đó, khi mà mình đem đi đâu di chuyển nó sẽ rất là chắc. Còn nhớ đẩy về đằng trước giúp em nhé. Khi mà mình mở đấy ạ, mình đẩy ngược lại về phía sau đấy, nó kêu tạch một cái các bác rút ra nhẹ nhàng. Còn bình thường ấy, nếu mà các bác không có dùng đến thì mình để như này, không có cho vào vỏ nhé. Tại vì để lâu quá nó sẽ bị han rỉ ấy. Đấy, thế nên là đấy là với những cái con thép đen. Còn cái con trắng thì nó sẽ không bị han rỉ. Nhưng mà em nói ví dụ với những con thép đen ý, thì khi mình dùng thì mình mới cho vào nhá. Còn không dùng thì các bác cứ để ngoài. Đây ạ, hôm nay em về thêm được rìu cán ốp này. Rìu này thì mấy nữa sẽ về nhiều hơn các bác ơi. Đây ạ, rìu cán ốp nhà em. Đập hộp cho các bác xem luôn. Bóng nhoáng này, rìu này là có 3 đinh nhá. Đây ạ, 3 đinh đồng ạ, cán ốp rất là chắc chắn luôn. Cái này phải nặng từ 1 cân đến tầm khoảng 1 cân 3 tùy từng con, tại vì hàng làm thủ công nên không được chuẩn. Hôm nay em sẽ đập hộp qua như thế để mai em sẽ nhắn tin lại cho các bác nhé. Những bác nào mà em còn nợ đơn đấy ạ. Còn đây là dao chặt gà vịt này. Đấy, hôm nay em về được thêm rất là nhiều. Các bác nhìn toàn bộ này, đinh đồng sáng chói luôn. Bây giờ thì em phải kiểm hàng rồi. Kiểm hàng xong xuôi đâu đấy thì sáng mai em sẽ nhắn tin lại cho các bác về cái đơn hàng nhé. Còn để mà lựa chọn mẫu dao đấy ạ, các bác vui lòng kéo xuống bên dưới nhé. Vào trang chủ của em kéo xuống bên dưới có rất là nhiều mẫu dao. Các bác tham khảo xem là cái dao nào hợp lý thì mình có thể ủng hộ em. Và nhà em sẽ áp dụng chương trình là mua dao tặng miến đến hết ngày 25, tức là ngày mai đấy ạ. Đấy thì bây giờ cũng muộn rồi, em lại tiếp tục kiểm hàng đây nhá. Xong có gì mai em sẽ thông báo cho các bác rồi gửi hàng ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.